các bạn, chúng ta đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối phiên bản tình không biên giới lại tiếp tục với những câu chuyện khá thú vị về những người đang sống và làm việc ở nước Nhật. Và quan trọng hơn hết là những câu chuyện tình cảm rất là đáng yêu, rất là dễ thương, đã mang đến cho quý vị khán giả những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba người kết nối có mặt ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị người phụ nữ rất là đáng yêu trong bộ áo sơ mi màu vàng, và đó chính là MC Thanh Thảo. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Người Kết Nối ạ. Và chúng ta cũng sẽ chào đón hai người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi ở phía chiến tuyến bên kia. Xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Đừng nói bắn gì đâu mà hai chiến tuyến vậy cưng. Đâu có bắn tỉa gì đâu cưng. Khi nào về với đội với em thì mới gọi là cùng chiến tuyến. Và người phụ nữ còn lại xin được giới thiệu diễn viên Hồng Trang. Thảo, lần này thì chúng ta sẽ mang đến món quà đặc biệt gì cho nhân vật của chúng ta đây? Như là kết thúc ở tuần trước thì chúng ta tạm chia tay ở ngay trước cửa nhà đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong để chúng ta khám phá không gian và khám phá thêm những cái nét tính cách rất là thú vị của cô nàng này. Thưa quý vị khán giả, đây là nhân vật của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là tình không biên giới. Chồng em bề ngoài xấu xí xù xì như củ khoai á, nhưng mà rất là hiền. Wow, nhà của Gina đẹp xin mời, quá. Xin mời vô. Ở đây có hình nè. Ai đây? Đây chính là Yuina, cô con gái 5 tuổi đáng yêu của ba Kinoshita Kochi và mẹ Kinoshita Thúy. Tuy còn nhỏ nhưng Yuina đã biết phụ mẹ làm bếp, đúng là bé ngoan. Ước mơ của Yuina sau này lớn lên sẽ làm gì nè? Vậy Yuina có nấu được món gì không con? Con có thể cắt được dây leo. Trổ tài nào. Cắt khúc to gì luôn. Sao là một chút tự chỉ cho cười kì tìm nghĩa. Thế nhỏ là con cẩn thận. Yeah, giỏi quá. Vô này giỏi quá. Cô sư đức, cẩn thận. Thật ra cái gì nó cũng đòi làm á. Nhiều khi nó còn đòi chiếc cá. Gina có biết rửa chén không con? Nào, cho qua mua ở đây đi nữa. Giỏi quá. Thôi bây giờ mình chuẩn bị mình dọn cơm ra ăn nha. Hôm nay em làm món cà ri Nhật. Đi lại mua salad để mời chị. Cà ri Nhật hả? Chắc là cái vị nó sẽ hơi khác với Việt Nam chút. Dạ, nó hơi khác với Việt Nam mình chút. Cái vị nó không có cái vị của nghệ nhiều. Anh Koji ơi, Thúy nấu món Nhật ngon không anh? 正直あの最初、会社に秘密で付き合ってた時はあの彼女が作るご飯はあんまり美味しくなかった。一生懸命作ってるの分かったんで、あの美味しい美味しいって。Em thấy ngon thì khả sản cũng là cái lúc mà em cho vào miệng em thì em thấy là nó không ngon. Em thấy là đúng rồi. Yeah, nó có một cái gì đó sai sai đúng không? Nhưng mà anh vẫn khen ngon, ok. Thế là mình tự âm thầm mình đi coi TV để mình tìm học những món này. Nhưng mà bây giờ thì đã ngon rồi đúng không ạ? Ngon xí. Ngon. Ngon xí. Đó anh nghĩ như thế nào? Mà anh lại quyết định là mình sẽ lập gia đình với Thúy. あの、僕は、あの、まあ、正直、あの、彼女と会うまでは、もう結婚はしないだろうなって、ちょっと思ってて。で、まあ、彼女が、あの、ベトナム、あの、勉強でこっち来た時に、まあ、彼女を見て、あの、まあ、ちょっと僕の方から、あの、好きになって、僕の方から、 アプローチして、まあ、結婚できたのはすごく嬉しい。それなだけども、あの、日本に来て僕の奥さんだけで終わるっていうのはすごいもったいないぐらい、あの、いろんな知識を持ってる女性で、僕はもう日本語しかできない。でも彼女は英語もできて、日本語もできて、すごく、あの、まあ、知識もあって。で、まあ、そういう彼女が日本に来て僕と結婚して、そのまま、まあ、結婚して終わるっていうのは僕の中では、すごく、 あの、ずっと気になってました。まだ僕より若いので、あの、何かこっちで、あの、やりたいことをやらせてあげたかったけども、まあ、やりたいことを見つけてねって言ったけど、なかなかやりたいことを見つけられなかったね。 Tụi em là mở tiệm nữa cho cũng được một năm rồi. Thật ra không có ông bà ở bên cạnh á thì nhiều khúc
con ốm hay này kia thì không ai giúp hết. Nhưng mà cũng may mắn là được chồng em, anh cũng bận rộn, anh cũng nhiều, nhưng mà hầu như là anh phụ hết việc nhà cho em. Cảm ơn. Arigato ne. 時々ありがとうねっていうのはこう言ってくれる時はあるんですけど、まあ僕もできるだけのことしかしてないけど、そこを感謝してるって思ってもらえてるのは僕も嬉しい。でも今こう初めてこう面と向かって聞いたので。 Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Onsen, thành phố khu suối nước nóng. Onsen gắn liền với cuộc sống của người dân nơi đây. Hãy cùng Thanh Thảo và gia đình anh Kinoshita tận hưởng dòng suối khoáng nóng. Người nước ngoài á, người nước ngoài mỗi lần tắm Onsen thì không có giống như người Nhật. Người Nhật là tắm không có mặc cái gì hết. Dạ. Cho nên là chắc là người nước ngoài cũng chưa quen với cái văn hóa của mình ở đây. Người nước ngoài vẫn còn ngại á. Có hai kiểu đúng không? Dạ. Kiểu này là mình mặc ngang qua, còn kiểu này là có tay lịch sự hơn chút. Vâng. Mặc như vậy nó thoải mái nhưng mà nó vẫn không có bị ướt. Mà vẫn khô ngay. Nói chung là nhìn nó có vẻ rất là lịch sự. Cũng rất là thích, bởi vì lúc đầu Thảo nghĩ là nhiệt độ khá là cao, nghe mọi người nói là trên 40 độ, có khi là 40 độ. Nhưng mà bây giờ xuống đây thì thấy nó cũng không đến nổi quá nóng. Nó vừa độ ấm. Cái này là do mình có chỉnh được không ha? Dạ, thì thường là mùa đông thì người ta để nóng. Nhưng mà ở đây có cái vòi lạnh với đậy lên pin á, nếu mình thấy mình hơi nóng thì người ta chỉnh cho mình chị. Wow. リラックスできるので、やっぱ温泉はもう日本人はやっぱ一番好きですね。 Hồi nãy thì có cái đoạn là mọi người đi tắm thì em thấy mặt của chị cũng khá là vui và cũng khá là hạnh phúc. Không, lúc đầu khi mà chị nhận cái lời sao Trang đây vui mà không, khi mà chị nghe Thúy nói là hay là chị có muốn thử đi tắm onsen không, thì thật ra là chị cũng ngại. Cái văn hóa của người Nhật là khi mà họ tắm là họ sẽ nui, và họ thấy điều đó rất là tự nhiên, nó tốt cho cơ thể. Thúy mới trấn an mình bằng cách là không, bên em là có chuẩn bị cho chị những cái áo này, và những cái áo này là được giống như là để đáp ứng cái nhu cầu của những người khách giống như chị vậy. Em đó biết rồi, có trong có clip một cái sự nhẹ nhàng, cái mà em nhận ra được là sau khi chị tắm xong chị đẹp hơn đó chị. Đúng rồi, và đặc biệt hơn nữa là mình sẽ tự tin hơn với là một hai kiểu ở đó. Khi mà họ đưa cho mình, họ gợi ý cho mình xem là mình thích cái kiểu nào. Cái không gian gia đình như vậy, tuy rằng là có anh cô Di ở đó luôn, nhưng mà mình vẫn rất là thoải mái, tự nhiên. Không biết là đối với Trang thì Trang thấy cái hoạt động tắm suối nước nóng này nó có điều gì đặc biệt với cá nhân cảm nhận của Trang? Nếu như mà một người chồng chịu dắt vợ đi nè, rồi dắt con đi nữa, trong một cái không khí như vậy, đây là không phải là chỉ một cái hoạt động để cho gia đình không thôi, mà nó còn bày tỏ cái sự yêu thương nữa. Tôi thương em, tôi thương con, tôi mới đưa em và con đến đây để có một cái sức khỏe tốt. Đó là một cái sự thể hiện tình cảm. Em cảm thấy là quý mến cái người chồng biết lo cho gia đình. Cái chuyện tắm suối onsen ở đây á, mọi người rất là thích. Và không những là một cái hoạt động để thư giãn, để cả gia đình gắn bó với nhau, mà còn là một cái hoạt động để giữ gìn sức khỏe. Bởi vì Thảo được nghe mọi người giải thích rằng là tắm ở đây nha, nó có nhiều thể loại, nào là suối cát, rồi suối bùn vân vân. Nhưng mà tắm xong á, là những người lớn tuổi như mình thấy da dẻ rất là hồng hào. Chị từng đoán thử xem là cái giọt nước mắt của Thúy lúc nãy là tại sao Thúy khóc? Khi mà nghe anh cô Di nói là anh rất là hiểu Thúy. Thúy là một người có kiến thức, biết tiếng Anh, giỏi tiếng Nhật. Giống như là cái cũng khơi lại cái ấp ủ, cái niềm đam mê của cổ á. Tại vì khi một người phụ nữ lập gia đình thì họ phải tạm gác lại. Nhưng mà đôi lúc là gác vĩnh viễn. Nói là nói tạm gác lại những cái nhu cầu cá nhân, những ước mơ của tuổi trẻ, những ấp ủ mình còn chưa làm được, để lo toàn tâm toàn ý lo cho một cái mái ấm gia đình. Nhưng liệu những cái chữ tạm đó có bao nhiêu người họ sẽ lấy lại được, và bao nhiêu người coi như cái tạm đó là mãi mãi là im luôn. Thì khi mà mặc dù có thể bây giờ cổ cũng chưa làm được tất cả những cái điều cổ mong muốn lúc tuổi trẻ, nhưng khi mà một người chồng, một người đầu ấp tay gối của mình hiểu được điều đó và cảm thông được cái nỗi niềm của cổ, thì cổ giống như là cái cảm xúc của cổ bị vỡ òa. Tôi nghĩ như vậy. Thật ra là vì anh cô Di rất là hiểu Thúy, cho nên là ảnh luôn luôn động viên rằng là bây giờ em có thích làm cái gì không, em muốn làm cái gì, hay là em phát huy cái khả năng nấu nướng của em đi. Hai vợ chồng mới quyết định là mới đi tìm cái chỗ mà cái quán Việt Nam hồi nãy quán cơm dĩa đó,
để mở ra một cái gọi là một cái cửa tiệm nho nhỏ dành cho Thúy để Thúy buôn bán ở đó. Mà mỗi ngày Thúy đi xuống đó cũng khá là vất vả, phải chuẩn bị cơm nước ở nhà, chuẩn bị cơm cho anh xong mới bắt đầu làm đồ ăn sẵn sàng ở nhà hết rồi lại mang xuống quán. Hai ngày cuối tuần á nha, chị biết đó là anh đi làm như vậy nha, rồi hai ngày cuối tuần về á là anh lại dành thời gian ở nhà để dọn dẹp hết tất cả mọi thứ cho Thúy để Thúy được xuống quán. Quá hay. Sau cái hoạt động tắm suối này thì chúng ta cũng lắng nghe được cái lời tâm sự của anh Koji rồi. Và bây giờ thì cả nhà sẽ đi đâu? Xin mời mọi người sẽ cùng xem clip. Ở nhà không biết là có bao giờ anh Koji nấu ăn không? 作ってます。あの、仕事の時に僕は子供に作ってます。 Mẹ nấu nè, với ba nấu nè, ai nấu ngon? Dạ hả? Cả hai. Đàn này là rất là biết lấy lòng ba mẹ. Dạ. Bố rất là chăm con. Your princess. But you have two princesses. Me too. Sau tất cả, chuyến xe Người Kết Nối Tình Không Biên Giới đang đưa mọi người quay về nơi hẹn hò đầu tiên của anh Koji và chị Thanh Thúy cách đây 10 năm. Anh Koji, lúc mà anh hẹn hò với Thúy lần đầu tiên, tại sao anh lại nghĩ đến nơi này mà không phải là chỗ khác? Mà, 彼女 もうすぐ Việt Nam 帰る時だったので日本のものをいっぱい見てほしいなと思って、いうふうにその時来ました。 Chị, ở Ukraine rất là nổi tiếng về sữa, sữa rất là đặc và ngọt của sữa. Sữa bò hả? Dạ, vâng, sữa bò. Cho nên những sản phẩm từ sữa như là kem nè, mà phô mát nè, bánh nè. Hay mình thử không? À, mình thử. Yuna, con ăn kem nào Yuna? Hai, ngon quá. Itadakimasu. Ôi gì? Ngon không chị? Ngon lắm. Oishii. Con đường chính của Dư Phư In nhộn nhịp với nhiều cửa hàng, quán ăn sang sát là điểm tham quan nổi tiếng tại Oita. Ủa chị thấy Dư Phư In thế nào chị? Đầu tiên nha là cái không khí nó rất là trong lành và cái gió thổi nó có một cái hơi lạnh. Tự nhiên là mình đang ở gần núi rồi đó, ở độ cao này thì cái gió, cái không khí nó cũng mát mẻ hơn. Rồi mọi thứ ở đây cái gì nó cũng bé xinh xinh, cổ cổ một chút. Nếu mà nói so với một cái vùng nào đó ở Việt Nam á thì nó giống hơi giống như là phố cổ Hội An của mình vậy đó. Đúng vậy. Hồi xưa em đến đây không biết là em có chụp hình không ha? Có chụp hình kỷ niệm? À có chị, em cho chị xem nè. À đem theo luôn. Trời ơi, hình kỷ niệm đem theo luôn. Em cho chị xem hình cách đây 10 năm. Cái này là ở đâu em? Cái chỗ này nè. Cái này là trong một cái hồ cá, xung quanh họ bán đồ lưu niệm, xong ở giữa có hồ cá. Giờ em dẫn chị đi ở gần đây nằm đi bộ chút xíu. Anh Koji hồi xưa đẹp trai quá. かっこよかったね。昔かっこよかった。 Thưa quý vị, cũng từ một cái bức ảnh kỷ niệm chỉ là một tấm hình thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta thật sự đã thấy những hình ảnh rất là sinh động, rất là hạnh phúc của một mái ấm gia đình nhỏ. Hạnh phúc này rất giá trị đối với cả Thúy và anh Koji. Cái cảm xúc của anh Koji như thế nào khi mà hôm nay được quay trở lại với chốn hò hẹn lần đầu tiên? やっぱりちょっと思い出しますね。突然急に湯布院に行こうって僕が誘って、でここに連れてきて、彼女も湯布院全然知らなくて、本当に今日魚あげ、鯉に餌あげた時も無邪気に 楽しんでたので. Sau cái lần hẹn đầu tiên đó thì câu chuyện của mình đã được tiến triển như thế nào hả Thúy? 3 năm nữa, tại vì công ty đã đầu tư cho 6 tháng của học thì hợp đồng làm 3 năm nữa. Cho nên là em mới bảo anh cô gì là anh có thể đợi em sau 3 năm nữa có thể được không? Thì lúc đó nếu mà được thì mình cứ giống như là mình đính hôn trước. Rồi sau đó lúc cưới phải để sau khi em hết hợp đồng làm việc đã. Thì cái gì em sẽ quay lại Nhật sau. Dạ, một緊張しましたね。すごく不安だったんですけど、家族がすごくいい人たちばかりで、みんなで僕を初めてなったんですけど。 Thấy trên gương mặt của anh thì lúc nào cũng có một cái sự viên mãn. Rõ ràng là anh cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại với Yuna.
với Thúy, một người vợ giỏi giang, bây giờ thì đã nấu món Nhật rất là ngon rồi. Từ sáng đến giờ thì Thảo đã có một ngày rất là thú vị ở Du Phuyên cùng với hai vợ chồng anh Cô Di và Thúy. Và thật sự thì cảm ơn hai người. Hai người đã rất là quý vị khách này từ Việt Nam sang, cho nên là đã trải nghiệm rất là nhiều thứ. Thế bây giờ thì cuối chương trình, Thanh Thảo cũng muốn có một món quà thay mặt cho chương trình Người Kết Nối, có một món quà để dành tặng cho anh Cô Di và Thúy, xem như là một cái món quà tinh thần cực kỳ giá trị. Món quà dành cho anh chị chính là một khoảng thời gian yên tĩnh bên nhau để lắng nghe những điều chưa thể nói, để hiểu và thương nhau nhiều hơn. Khai tế kita node chotto yondemo ii desu ka? Tui e Tui to deatte kotoshi de 10 nen kekkon shite 8 nen ga tachimashita ne. Kekkon o yurusete morau tame Vietnam e itte 初めてトゥイの彼女に家族に挨拶した時、ベトナム語が話せるよう努力します。と言いながら、未だ満足に話せなくてごめんなさい。でもトゥイはこんな僕のために、ベトナムから遠く離れた異国の地で、暮らす人生を選んでくれましたね。本当に嬉しかった。でも、家族が増え、トゥイがママになってから、 家事に子育て、そしてパートに奮闘しているママを見ているうちに、もしかしたら僕はママがやりたいこととか夢とかそういうものを奪ってしまったんじゃないかと思うようになりました。だからある日突然ママがベトナム料理のお店をやりたいと言った時、僕はどんな苦労をしてでもママの夢を実現させてあげたいと思いました。苦労といっても僕はほんの少し 手助けをしただけで、頑張り屋のママだからこそ夢がコムディアという形になって実現できたのだと思っています。いつも仕事ばかりで帰りが遅い僕のために、ママには苦労をかけるけど、その笑顔が耐えることのないよう僕にできることは精一杯頑張るね。最後に普段言わない言葉をベトナム語で伝えます。トイエトゥイ。 よく書いてくれたんですね。実は私も手紙書いたんですよ。 Em thấy hạnh phúc vì gặp được anh và vì vui vì suốt 10 năm qua ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười. Yuna ra đời, con yêu anh, con giống anh nhiều. Nhanh thật đấy anh nhỉ. Lúc đó anh mập mạp mà vì gia đình vất vả ăn gầy đi nhiều. Lúc nào cũng cố gắng làm việc, về nhà không bao giờ than phiền mà vẫn phụ giúp vợ con việc nhà. Em cảm ơn và cảm kích lắm. Khi thấy vợ con ốm, mặc dù chỉ cảm thông thường thôi, nhưng anh lúc nào cũng lo lắng và chăm sóc. Tụi em biết ơn anh lắm. Tuy có bận rộn hơn, nhưng cuộc sống gia đình mình nhiều ý nghĩa hơn. Chặng đường chăm lo cho Yuna vẫn còn phía trước. Hy vọng gia đình mình khỏe mạnh 20 năm sau, 30 năm sau. Mong cả 40 năm sau, ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười như ngày hôm nay anh nhé. Thủy. Anh Cô Di, thật ra từ nãy đến giờ là Thảo đứng ở ngoài, Thảo đã nghe được cái tâm tư của hai người dành cho nhau. Và thật sự thì Thảo cảm thấy rất là xúc động trước cái câu chuyện tình cũng như là cái sự hy sinh của Thúy dành cho anh Cô Di. Và cái tình cảm âm thầm nhưng mà luôn luôn nồng cháy của anh Cô Di dành cho Thúy. Vậy thì bây giờ nếu như mà có một cái lời nhắn gửi về với gia đình Việt Nam thì Thúy sẽ nói gì với mọi người ở nhà, cũng như anh Cô Di sẽ chia sẻ điều gì với gia đình bên vợ? Thúy の ご家族の方 こちらで、トゥイは、すごく頑張ってくれてます。自分でやりたいと言ったお店のことも、僕はもう何もしてなくて、全部、トゥイが自分の力で、お店を作って、みんなに好かれて、少しずつですけど、楽しく明るいお店に今なっていてるところなので、また近いうちに、帰りますので、その時に、改めて、 お話いっぱいしたいと思いますんで、それまで元気でいてください。 Còn Thúy có muốn nói gì với ba mẹ, với các chị em ở nhà không?
À, thật ra thì trước tiên thì Thúy cũng gửi lời xin lỗi tới bố mẹ, gia đình. Tại vì Thúy ít gọi điện thoại về nhà, ít khi liên lạc về nhà. Chỉ cái gì đó quan trọng mà Thúy mới liên lạc về nhà. Thật ra là Thúy không muốn mọi người lo lắng nhiều. Và ước mơ của Thúy là Thúy muốn cho mọi người biết đến Việt Nam được nhiều hơn ở một cái nơi xa xôi như thế này. Vì văn hóa Việt Nam như thế này, con người Việt Nam rất là thân thiện, vui vẻ. Rồi đồ ăn Việt Nam như thế đó, đó là những cái thật của con người Việt Nam. Thì ước mơ của Thúy, Thúy muốn là cái ước mơ đó thành công thì muốn đem cái sản phẩm thành công của đó Thúy muốn giới thiệu về nhà. Cho nên mà nó đang ở bước bắt đầu thôi, cho nên hãy cho Thúy một thời gian để Thúy chứng tỏ sức của mình, để cho mọi người thấy là sống ở nước ngoài á, là một cái điều rất là khó khăn rồi, mà thành công ở nước ngoài là một cái điều khó khăn rất là nhiều. Nhưng mà đó là cái điều mà Thúy đang cố gắng, bên cạnh gia đình, từ bên này chồng con cũng ủng hộ, thì mong bố mẹ hiểu là Thúy bỏ thời gian cho đầu tư vào cái đó. Thì cái giấc mơ đó thì hãy cho mọi người cho Thúy một cái thời gian để đợi cái thành quả hơi đó. Thì đó là cái điều mà Thúy muốn sẽ về đi kể cho bố mẹ nhiều hơn. À, chúc cho Thúy và cả anh Koji sẽ có thật nhiều sức khỏe và cố gắng để vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Có thể những cái khó khăn này sẽ không có làm mình chùn bước đâu, bởi vì Thảo thấy là cái chặng đường 10 năm qua các bạn đã có với nhau rất là nhiều những cái cột mốc đáng nhớ. Vậy thì chắc chắn là với một cái quán từ nhỏ rồi sẽ lớn dần, giống như cái ước mơ và cái niềm đam mê của mình được thực hiện cùng với cái sự hỗ trợ từ phía anh Koji nữa. Cho nên chắc chắn là nhà mình sẽ có được một kết quả cực kỳ tốt đẹp và mỹ mãn. Bây giờ Duy Na ngồi đây với ba mẹ nha, cô Thảo sẽ chụp cho nhà mình một tấm hình nha. Duy Na, cười tươi lên. Hồi nãy lúc mà xem cái đoạn này thì Nguyên Khang có len lén nhìn qua ba người phụ nữ, thì thấy được ba cái cảm xúc rất là khác nhau. Với Thanh Thảo thì đó là một người đã đi đồng hành cùng với gia đình này và một nụ cười rất là hạnh phúc khi chứng kiến. Với chị Cát Tường đó là những giọt nước mắt khi mà rất là rung động, rất là xúc cảm. Cũng đúng như là chị Tường đã nói ở những số trước, đó là để tìm được một người yêu mình như vậy á, và yêu mình hết lòng và hy sinh cho mình như vậy á, thì quả thật đó là một điều rất là đáng trân quý. Còn đối với Hồng Trang thì Nguyên Khang có cảm giác không thấy rõ lắm, nhưng mà hình như là cũng đang đọc được cái suy nghĩ là mình phải tìm được một anh giống vậy. Cho nên là cái này... đúng không? Nói chung á là tìm được một cái hạnh phúc, tìm được một người thông cảm hay hiểu yêu thương mình thì tất nhiên là ai không mong muốn, đúng không mấy chị? Nhưng mà cái này Trang thật sự là Trang rất là vui, cũng xúc động, nhưng mà vui hơn là nhìn thấy một cái gia đình thật là ấm áp, thật là hạnh phúc, nó tròn đầy, đúng không Trang? Thì cái đó là chỉ với là muốn mong muốn sao cho gia đình mãi mãi là như vậy, rồi mới mốt sau này sẽ có thêm một em bé trai nữa. Chị Tường ơi, vậy chị ấn tượng như thế nào với cái lá thư của anh Koji gửi cho Thúy? Cái lá thư của anh rất là chân thật. Ở cái đoạn là khi mà đến mà trước khi cưới á, thì là anh về Việt Nam xong để muốn cưới em, anh có hứa anh sẽ cố gắng học tiếng Việt. Nhưng bây giờ thì anh làm nó không có được trôi chảy, mãi là 10 năm rồi đó. Có nghĩa là những cái nó rất là thật. Và cái từ xúc động hơn nữa là anh đã cố gắng để mà thực hiện được những cái ước mơ của Thúy, và anh thấy được cái sự hy sinh của Thúy, và cái điều đó làm cho chị cảm thấy xúc động. Chị biết ông thương đến mức mà anh nói là giống như cái việc mà cưới ảnh á, là anh đang cướp đi một cướp đi của Thúy. Nhưng mà Nguyên Khang lại có thêm một cái phần cảm thấy rất là thích và rất là ngưỡng mộ ở bạn Thúy này. Đó chính là cái việc bạn nói một câu là sống ở nước ngoài đã là khó, mà để thành công ở nước ngoài nữa lại là điều khó hơn nữa. Và hãy cho Thúy thời gian để Thúy thực hiện được cái điều đó. Thì mình thấy ở trong cô này có một cái động lực rất mạnh mẽ. Và quan trọng là khi nào mà con cảm đạt được điều đó thì con sẽ kể với bố mẹ nhiều hơn. Là con sẽ trả lại cái lỗi lúc này con đang mắc. Nguyên Khang có cảm nhận là sau 10 năm thì đúng là Thúy đã thay đổi mình rất là nhiều. Từ một cô thực tập sinh
đã rất là vui vẻ, hoạt bát, hay cười, hay hát, thì bây giờ có vẻ như Thúy đã trầm hơn rất là nhiều. Trang nghĩ như thế nào về cái câu nói của hai người trong cái phần chia sẻ tôi sau khi đọc lá thư của cả hai? Tôi yêu Thúy. Nó hơi ngượng ngùng chút xíu trong cái lá thư. Thì cái này em nghĩ là tại vì chương trình của mình nên là họ mới nói ra thôi. Thật sự cái lời đó họ đâu cần thiết nói, đúng không mấy chị? Họ đã thể hiện qua tất cả những gì họ đến với nhau rồi. Cái gì họ đã cố gắng, họ phấn đấu vì nhau, anh phấn đấu vì em. Và cái tình cảm đó họ đã dành cho nhau, thì cái câu, cái từ là anh yêu em, thì đó chỉ là một cái minh chứng cuối cùng để khẳng định trước đại thôi. Thật ra thì cái đời sống bên ấy nó cũng không dễ dàng. Thời gian hai người dành cho nhau cũng không nhiều, nhưng mà họ luôn luôn ngầm hiểu nhau. Đối với Thúy, Thúy vẫn không nói, nhưng mà Thúy thấy được là anh ốm đi, anh gầy đi, anh trăn trở cho cái công việc vì cái kinh tế của gia đình như thế nào. Tại vì anh không muốn hai mẹ con ở nhà thuê, anh phải cố gắng để anh mua được một cái nhà. Vô nhìn cái nhà khang trang tươm tất mà đẹp lắm kìa, cái gì cũng nhỏ xíu xinh xinh được sắp sặt đặt đâu ra đó. Rồi Gina là có sẵn một cái phòng để vừa đọc sách vừa chơi luôn. Nguyên Khang nghĩ là khi mà Thảo đã có một cái gợi ý là cùng với cả hai quay trở về nơi hai người yêu nhau, thì có cảm giác như thời gian trôi qua trong cái chớp mắt. Có lẽ cái 10 năm này nó làm cho mọi người mọi thứ thay đổi, nhưng anh và chị đều rất hài lòng với cái cuộc sống mà mình đang có, dù biết rằng còn nhiều khó khăn ở phía trước, đúng không ạ? Và hy vọng rằng họ sẽ còn có 10 năm, 20 năm, 30 năm và 40 năm nữa. Giống như cái bức thư của Thúy. Vâng. Vâng, thưa quý vị, cho nên là cái lời khuyên là cứ muốn đẹp thì đi tắm onsen. Vâng. Thưa quý vị, câu chuyện của chị Thúy cùng với ông xã của mình cũng đã mang đến những cái nụ cười rất là hạnh phúc đối với khán giả truyền hình cũng như tất cả những người kết nối của chúng tôi. Thưa quý vị, và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Nguyên Khang, MC Thanh Thảo, diễn viên Cát Tường cùng với diễn viên Hồng Trang, xin kính chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.